Tinh giáo phận Phú Cường Thánh lễ khai mạc năm thánh kỷ niệm 30 năm ngày 117 vị tử đạo tại Việt Nam được phong hiển thánh. Hòa cùng với giáo hội Việt Nam, giáo phận Phú Cường long trọng khai mạc năm thánh vào sáng thứ ba, ngày 19 tháng 6 năm 2018, lúc 9 giờ 30 sáng tại nhà thờ chánh tòa Phú Cường, do Đức cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường chủ tế. Cùng đồng tế có Đức cha Phe-rô Trần Đình Tứ và Quý cha, ngoài ra còn có quý tu sĩ và đông đảo cộng đoàn dân chúa trên toàn giáo phận đã quy tụ về hiệp dân thánh lễ khai mạc năm thánh đúng 9 giờ 30 phút đoàn đồng tế và cộng đoàn dân chúa tề tự trước linh đài đức mẹ để chuẩn bị cho nghi thức rước kiệu trọng thể các thánh tử đạo việt nam cách đặc biệt tưởng nhớ đến thánh tử đạo phêrô đoàn công quý người con ưu tú của quê hương giáo phận phú cường chia sẻ cùng cộng đoàn. Đức Cha mời gọi từng người Kitô hữu hãy hướng tâm tình về các thánh tử đạo mà giáo hội đang mừng kính, noi gương các ngài mà củng cố niềm tin vào tình yêu Thiên Chúa và trở nên những chứng nhân của Chúa nơi thế trần. Sống trong thời đại ngày nay, chúng ta sẽ không còn trải qua những hình khổ ghê rợn như các ngài khi xưa, nhưng việc tử đạo vẫn luôn diễn ra trong từng ngày sống người kitô hữu có thể không phải đổ máu cho việc tử vì đạo nhưng việc tử đạo ngày nay cũng gian nan và nhiều thử thách đó là can đảm từ bỏ con người cũ để mặc lấy con người mới trong đức giê xu kitô hãy từ bỏ con người kiêu căng ngạo mạn để mặc lấy con người hiền lành và khiêm nhường trong chúa giê xu kitô từng việc làm hành động và cách sống của mỗi người hãy can đảm mặc lấy con người mới để trong mỗi người có Chúa Giêsu hiện diện, để anh chị em chung quanh mình có thể nhìn thấy Chúa Giêsu trong từng người Kitô hữu chúng ta. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Cha Giuse đã tuyên đọc sắc lệnh của tòa ân giải tối cao của tòa thánh cho việc khai mở năm thánh. Đức Cha cũng mời gọi cộng đoàn hãy sống năm thánh thật trọn lành, thật ý nghĩa và luôn nhớ cầu nguyện cho các đảng linh hồn. Đức cha cũng thông báo về việc giáo sư Búng được chọn là địa điểm hành hương của giáo phận Phú Cường trong năm thánh này. Thánh lễ kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút, sau khi Đức cha du xe ban pháp lành và cộng đoàn lãnh nhận ơn toàn xá, mọi người ra về trong bình an.